Chào các bác quay trở lại với kênh của em. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết thì em cũng lên cái clip đầu năm quay giới thiệu tới các bác những cái mặt hàng hiện có bên cửa hàng của em. Lời đầu xuân thì cho em lời chào lời chúc sức khỏe thành công tới gia đình các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay em lên 5 con máy quay giới thiệu tới các bác. Rồi em sẽ đi em dạo quanh cửa hàng những cái mặt hàng bên em hiện có. Đây, năm chú này em chuẩn bị 5 màu khác nhau quay lên giới thiệu tới anh em. Đầu tiên là con IS, thứ hai là con Maru nồng da, rồi con Yanma, con Echo HB402 và con M kép cao áp. Con này là con IS T-Inox T20 nhá, T20 22 gì đó. Con này thì phù hợp với motor một ngựa rưỡi chạy nha anh em, một ngựa rưỡi với một ngựa chạy đó. Đầu năm thì cứ đủ đồ bao xài cho anh em luôn, em bán 800.000 nha, đẹp keng xè beng luôn đó. Motor một với một ngựa rưỡi dứt nó chạy nha. Đây một con nữa, con màu vàng đồng nè đó, con màu vàng đồng này để gắn đồng hồ, có đồng hồ luôn nha đó. Nói chung là đầy đủ đồ về anh em, chỉ việc ghép motor một với ngựa rưỡi nha. À, đầu đồng luôn nè. Đó, bán giá bao xài luôn, khỏi hên xui gì luôn nha anh em. Bao xài đủ đồ. Bao xài đủ đồ, motor 1 đến 1 ngựa rưỡi phù hợp với mấy anh em xài gia đình nha. Con này T22 sao ạ? Đó, 2 ti. Tem kỹ thuật của nó đây này, con này con Giang Ma. Rồi đây có em có con Maru 330 nè, con này đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn nha, zin nguyên con luôn. Đó. Con này em bán cho các bác là 2 triệu 600 ngàn bao xài luôn nha. Nó bị chảy miếng nhẹ ở đây nha. Này giá xuân luôn rồi nha anh em. Giá này là giá bao xài luôn. Bao xài, bao zin luôn. Bao đẹp luôn. Đó có 2 triệu 6 thôi. Giá xuân. Con thứ hai, à, con thứ ba à. Con này con 402 nha anh em. HB 402, tem kỹ thuật của nó thì ở đây. Anh em xem giúp em. Đó. HB 402, con này ti xứ 22 ly nha. Anh em có motor 2, 3, 4, 5 ngựa đút vô là dứt đó nha. Đẹp, zin nguyên con luôn. Đỏ au luôn. Ti xứ. Đó. Con này thì hôm hai mấy Tết em mới mang nó về. Đó. Bao xài, bao zin, bao ship con này là 3 triệu rưỡi nha các bác. 3 triệu rưỡi con này. Đó, 402. Đẹp keng xe beng luôn, zin nguyên con luôn, chân nhôm này, có đồ tăng trên này luôn nha. Đó, con này là 3 triệu rưỡi bao xài, bao ship luôn, bao zin luôn, quay ra ọp ọp à. Rồi đây em còn con cao áp mà kép 270 nha. Con này là 4 triệu rưỡi nha các bác, 270, đẹp keng. Bao xài luôn, bao zin luôn, chưa khui luôn nè. Cái này rửa ra là đẹp keng mà em không rửa. Anh em thích thì em rửa cho đỏ vàng khè luôn. Đó, mà kép 270 con này áp 150 ký nha. Anh em có motor từ 2 đến 5 ngựa đút vô là chạy nữa nha. Ti xứ 18 ly, nước 15 lít phút. Đó thì hôm nay em lên 5 con này quay giới thiệu tới anh em. Còn giờ em đi dạo quanh cửa hàng quay giới thiệu tới các bác những cái mặt hàng bên em đang có. Các bác ưng con nào thì cứ chụp màn hình lại giúp em nha. Mấy con này con một pha với ba pha xài gia đình, một ngựa với ba ngựa này. Mấy cái bộ xịt này. Đây là mấy cái cần súng cao áp này, mấy chục cần này. Lôi đại cần ra coi. Cần này dài 7 tấc với 9 tấc nha. Đó, đẹp. Cái này đang gắn nối ấy luôn, nối nhanh tự động inox luôn. Cái cục này không trăm rưỡi cục rồi nha. Đó, nguyên cái cần này. Về anh em xài rửa xe là hết bài luôn. Đó, inox 304 nha. Mấy cái phụ kiện này thì em thường em nhập về em bán theo bộ mà. Em cũng lười bán lẻ phụ kiện lắm, mà anh em cần thì cứ liên hệ với em nha.
Đó, đầu da này, đầu xịt thuốc, đầu ti sứ này. 513. Đầu cao áp tùm lum hết luôn. Mở đúc 654, con này lớn lắm nha, con này tới 15 ngựa lận nha anh em. Rồi xe ben xe tải hết bài luôn, 654. Với em 2, 3, 4 con trong góc kia nữa kìa, con đầu ý đen 15 ngựa không đó. Áp 350 và 150 nha, nước nhiều nước ít. Đó, đầu cao áp. Motor mua về để dành gắn đồ cho các bác này. Hôm nay em soạn mớ đồ nhóc 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 em sale cái coi. Để không nó cũng vậy. Dây. Dây còn có mấy cuộn à? 2, 4, 5, 6 cuộn. Với kia ít lẻ nữa. Máy bấm em đây, mua đầu dây kiểu gì cũng có luôn nha. Mấy con này mấy con 15 ngựa. À đây có con này 6 ngựa sale luôn nha các bác, 6 ngựa 6 triệu rưỡi bao xài luôn nha. 6 ngựa 6 triệu rưỡi áp 150 ký bao xài cho các bác luôn nè. Con này con của Đức nhá, bơm quát nhá. Đó. 6 ngựa giá 6 triệu rưỡi bao xài cho các bác, cứ như vậy là bê về cắm điện vô là chơi thôi nha. Đó, điện 3 pha 200V hoặc là 380V, anh em xài một pha thì đấu lại nha. Mấy cái bộ xịt mini tùm lum. Đây ở ngoài sân 550, 530. Mấy con này 15 ngựa, mấy con nó to 15 ngựa nha. Trong này có thùng ok đẹp lắm nha anh em. Ok 508 nha, nó bị đè con này rồi bay không nổi luôn. Mấy cái thùng nước nóng rồi máy đầm, máy bơm hơi, có con ba ngựa bơm hơi ở góc trong đẹp lắm, Toshiba. Đó, là đằng trước và đằng sau em có cái mấy cái này. Mấy con này lôi ra để rửa sân là cho nó dọn tét này. Của đâu lòi là cái đầu đầu 281 này đây ta. Đầu sứ 281. Dàn xịt 310 nè, khách đạp trước test mà chưa lấy. Cái này của khách luôn. Thay cái đầu vô cho khách, mang motor thấy gắn vô cho khách. Đây có bộ dàn xịt nè. Cái này bán cho các bác 3 triệu nha. 3 triệu, bao hơi bao lửa về các bác tự vệ sinh nha. Bao không bể gì nha. Rulo dây còn đầy đủ luôn nha. Súng bãi nè. Đây có con khủng long nha anh em. 3517, con này như ép nó 200 hay 200 mấy á. Mà nước có nhiều lắm. Ọt ọt. 3517. Cái cục đồng này không nặng cả 30 kg nha các bạn. 30 hay 34 kg gì em nhớ mang máng như vậy. Nguyên con này nó nặng tầm gần tạ không. Đây có cái thùng cách âm mà ghép 650 nha, đẹp lắm. Keo máy Kubota. Con này về thì cho mấy anh em rửa xà lan, rửa xe ben, xe tải gì khi mà không có điện 3 pha. Nhìn đâu cũng thấy đồ. Con ti sứ 305 này. Ok. Ok, cái áp này rẻ nha anh em. Con áp to chà bé luôn, áp 150 kg, tua chậm nha. Bully to chạy chậm. Con này bán xuân cho các bác 2 triệu luôn nè. Bán đại. Ti 18 ly nha, ti đen 18 ly. Cái này bán 2 triệu là không bao gì đâu nha các bác. Về các bác tự xử. Bao lăn em thôi. Thì con ép này không cũng bán được 700 ngàn rồi. Dây xịt em còn ít cuộn nữa thôi là hết rồi. 6, 7, 8 cuộn gì. Đây có mấy con bơm lưu lượng nha anh em. Bơm lưu lượng này. Đó. Bơm của nó tới 150 lít một phút luôn. Tùy vòng tua chạy nha. Anh em về bơm đẩy đồi là hết bài luôn. Em có 4 5 con gì à. Còn khu đầu da thế đây, em còn ít này nữa. Em có nhu cầu liên hệ em. Đó, mua dọn hay là dọn sẵn gì cũng được, tùy. Đó. Đầu da. Đầu xịt thuốc. Rồi, anh em có ưng con nào thì cứ chụp màn hình lại giúp em nha. Hoặc là cần như thế nào thì cứ liên hệ em gửi thêm hình ảnh chi tiết và báo giá cho anh em nha. Giá xuân thôi.
Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại trong cái clip tiếp theo của em.